Pháp hội niệm Phật A-di-đà, Chùa Quang Thế Âm, sách nói Thánh Hiền, điều tai họa lớn nhất trong thế gian không gì bằng sắc dục. Trích trong sách Thái Thượng Cảm ứng Thiên vừng Biên, Biên Soạn, Sa Môn Thích Giác Nhàn, Người Đọc Thích Nhượng Minh. Phần 1 chánh văn kiến tha sắc mỹ khởi tâm tư chi tạm dịch thấy vợ con người ta xinh đẹp nảy lòng gian díu nghiệp sắc đối với tâm tình của con người là dễ phạm nhất so với những chuyện như tham lam giết chóc vân vân còn khó chế người gấp trăm lần do vậy vì chuyện này mà suy bại đạo đức trước hòa so với những chuyện khác cũng khóc liệt gấp trăm lần vì thế đức thái thượng đối với những chuyện tham lam giết chóc vân vân không chỉ là răng đi nhắc lại nhưng riêng đối với điều đứng đầu muôn điều ác dâm dật ngài chỉ nói một lời đấy chẳng phải là nói đại lược mà là về những điều ác như tham lam giết chóc vân vân rõ ràng nông cạn có thể nói trọn hết được chứ sự ác do dâm thì ẩn kín sâu xa khó thể nói trọn vì thế phải dùng lời lẽ diệt trừ từ ngay ý niệm, tức là từ ý niệm ban đầu nhằm đánh thức kẻ si mê, bèn nói, kiến tha sắc mỹ, khởi tâm tư chi, nghĩa là thấy vẻ đẹp của vợ con người khác, bèn dễ lòng gian díu. Bởi lẽ con người trong khi sắc đẹp đập vào mắt, tấm lòng vừa động, dấy lên ý niệm, nghĩ tưởng, hâm mộ, tham muốn, mong cầu, kết chặt trong lòng chẳng thể tháo gỡ được. Những ý niệm như thế vừa chớm nảy, chẳng đợi đến khi thân thật sự làm mà đã thoát khỏi thiên lý, xa vào nhân dục, dục vọng của con người. Âm ti đã xếp vào hồ sơ tội ác vô cùng. Do vậy, Đức Thái Thượng vô lượng từ bi, chẳng cần phải rườm lời, chỉ dùng một lời để cảnh tỉnh từ ngay chỗ ấy, nhằm dạy con người, khi trông thấy sắc đẹp, giấy lòng, chẳng thể không từ chỗ bắt nguồn mà sớm tự kiềm chế, dứt tuyệt. Ngay trong khi giấy niệm, hãy ngay lập tức phấn chấn, dũng mãnh một đao chém phân, chẳng dễ vui tí nào, chớ dung một mảy tình niệm. Thiên đường và địa ngục ngay lập tức phân định rành rành. Nếu trong lúc ấy, hơi nhận biết tâm niệm chẳng thật, nhưng chưa nhận biết thấu suốt, chẳng thể chém đinh chặt sắt kiên quyết đặt vững bước chân, thì ngay trong phút chốc nó sẽ dẫn khởi tràn lan, bất tri bắt giác, bị trôi giạt vào nước quỷ la sát mất rồi. Tuy nhỏ nhiệm mà nguy hiểm lắm thay, ý của Đức Thái Thượng tinh rồng, tha thiết, sâu xa tột bậc, khổ tâm vô lượng vậy. Bảo Thiện Đường nói, tâm ấy, dâm tâm vừa giấy, ác sẽ ít liêm khiết, ít hộ thẹn bại hỏi nhân luân tổn thương phong hóa, chuyện tổn hại âm đức to lớn, không gì chẳng bắt nguồn từ cái tâm này. Tâm ấy vừa chuyển, ác có thể bảo toàn danh tiết, gieo đức, tạo phước. Chuyện có thể khiến cho trời người cảm động, không gì chẳng là do chuyển biến cái tâm này. Cái ải để phán định là người hay thú, hoàn toàn ở chỗ này, há dám chẳng khẳng thiết, dũng mãnh tỉnh ngộ ư. Bốn chữ kiến sắc khởi tâm, thấy sắc giấy lòng, chính là cái gốc khiến cho người đời mắc bệnh trong cả một đời vậy. Này muốn đoạn trừ cội gốc ấy, hãy nên dốc sức nơi chữ kiến. Phi lễ vật kiến, điều trái lệ chớ nhìn, thấy mà như không thấy, thì là công phu bậc thượng bản tâm khó mê mùi, lệ pháp khó vượt qua, nghiêm cấm, gắn sức chế ngự thì là bậc kém hơn. Nếu chẳng vậy, thọt đầu thì là giấy lên trong tâm, rốt cuộc sẽ loạn nơi sự một niệm sai lầm, muôn kiếp chẳng chuột được, buồn thay. Kinh tứ thập nhị chương dạy, xem người già như mẹ, xem người lớn hơn như chị, xem người nhỏ hơn như em gái, xem đứa bé bỏng như con gái của chính mình. Đấy chính là pháp tối thượng để dưỡng tâm. Sắc đẹp, ai nấy đều yêu thích, nhưng chẳng thể dối gạt hoàng thiên. Ta hành dâm với vợ kẻ khác, kẻ khác sẽ hành dâm với vợ ta. Người xưa đã để lại lời răng ấy. Dương Ấu Thanh viết bài tụng rằng thấy sắc đẹp của kẻ khác vừa mới giấy niệm toan gian diếu tức là đã khiến cho kẻ khác dấy lên ý tưởng muốn dụ dỗ vợ con ta, thay đổi vị trí để nhìn. Tà tâm sẽ lập tức giết bạc. Ngữ lục của cổ đức đã chép, vừa mới gặp sắc đẹp, tâm rung động, hãy gấp nghĩ. Vị thần trong coi tội lỗi ở ngay bên cạnh ta, Tam thai bắt đầu ở ngay trên đầu ta, tam thi trong thân, tảo quần ở trong nhà, ba thứ ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và tinh tú chiếu soi, thiên chân vạn thánh, ngàn vạn vị tiên thánh ở trên hư không, có người ghi chép, có người trông thấy mà tức giận, có người giám sát dày đặc muốn gom góp tội lỗi của ta để công bố, như thế thì sẽ hoảng sợ run rẩy, tự nhiên tấm lòng nguội lạnh ý niệm tham dục diệt mất. Đời Minh có một người mắc chứng háo sắc, hỏi tiên sinh Vương Long Khê. Tiên sinh bảo, có chỗ rủ màn treo trướng nơi đây. Có người bảo ông trong ấy có một ả kỹ nữ nổi danh. Tới lúc ông vạch màn ra, ả gái làng chơi ấy chính là em gái hay con gái của ông. Ngay trong lúc ấy, tấm lòng dâm của ông có ngay lập tức dứt bậc hay không? Thưa, dứt liền. Tiên sinh bảo, Vậy thì dâm vốn là không, ông nhận lầm nó là thật. Trong 10 đoạn tiêu xong của văn đế, đoạn đầu tiên là giới dâm hành, chưa thấy chớ nên nghĩ, trong khi thấy chớ nên loạn, đã thấy chớ nên nhớ. Chưa thấy đừng nghĩ chính là công phu tồn tâm dưỡng tánh lúc tỉnh. Lúc chưa có ngoại duyên dẫn dụ, thường ngày hãy rảnh rang ở một mình, ắt phải thâu thập sao cho mọi ý niệm đều sạch lào, thời thời cảnh giác, khắc khắc nhắc nhở, thiên lý đã hiện diện, ác lòng ham muốn của con người sẽ tự dứt. Phàm những ý tưởng dâm ế, tà vầy, đều chẳng để lọt vào tấm lòng quang minh chánh đài. Đấy là học vấn chú trọng lòng kính của bậc quân tử. Tâm ta đã định, tự nhiên lúc sắc đẹp lộng lẫy ở trước mặt. Mặc cho kẻ đó dẫn dù đủ mọi cách, ta tròn chẳng bị nó lay động mãi may thì đã định lực thuộc bậc nào. Cảnh giới ấy đều là do thường nhật đã tu luyện phẩm đức nghiêm ngặt, thiết thực, do chánh tâm thành ý mà ra. Đấy chính là đối với chuyện gạn lọc, lắng trong cội nguồn, đế quân đã dạy phải kiên trừ những chuyện thuộc về dục vọng của con người. Trước hết, Ngài dạy ngăn ngừa từ cái tâm, muốn gìn giữ dâm giới ngay trong khi những ngoại duyên dẫn dụ hiện tiền. Trước hết, phải tu luyện trong lúc thường ngày. Còn như trong khi trông thấy mà chẳng loạn, đã thấy bèn chớ nghĩ nhớ, chính là như Đức Thái Thượng đã răng mọi người, trở nên giấy lòng tư tình. Đấy chính là công phu phản tĩnh, soi xét bản thân, trong khi tâm niệm giấy động vậy. Vì thế nếu phân tích chi tiết hơn, ba câu nói của Đế Quân, mỗi câu là một cảnh giới, nghĩ là nghĩ tới tương lai, loạn là loạn trong hiện tại. Nhớ là nhớ về quá khứ. Người hiện thời dâm ác ngập trời, không ai chẳng phải là do từ trong ba cảnh ấy mà hình thành xuất hiện. Có thể thật sự trừ hết ba cảnh ấy, dâm hạnh há có chỗ nào để đặt chân nữa ư. Dâm đứng đầu muôn điều ác, chuyện này được nêu rõ trên bản sách trước điện xâm la. Bởi lẽ hãy tâm dâm vừa sanh, các điều ác lũ lượt tụ tập, tà duyên chưa tụ hợp, đã sanh tâm huyễn vọng nếu chẳng có cách nào chèo kéo dẫn dụ người khác sẽ sanh lòng xảo trá nếu có đôi chút trở ngại sẽ sanh lòng sân hận do dục tình điên đảo bèn sanh lòng tham đắm do hâm mộ những thứ người khác đang có bèn sanh tâm đố kỵ tàn độc tước đoạt thứ yêu mến của người khác sanh tâm giết hại chôn vùi hết sạch liêm sĩ luân lý đều thiếu sót các thứ ác nghiệp sanh ra từ đấy các thứ thiện niệm do đấy mà tiêu mất. Hãy giấy đồng dâm tâm, tuy chẳng thật sự thực hiện, mà đã thích ác, tạo tội như thế đó. Huống hồ là thực hiện dâm sự hiển nhiên ư. Pháp luật cõi âm có nói, gian dâm vợ người khác sẽ bị quả báo tuyệt tự. gian dâm với gái chưa chồng sẽ bị quả báo con cái dâm vật. Ngạn ngữ có câu, khuyến quân mặc tá phong lưu trái, tá đắc khoái lai hoàng đắc khoái gia trung tự hữu đại hoàng nhân nhị yếu lại thời tha bắt lại nghĩa là khuyên đừng gây nợ phong lưu mượn đã mau rồi trả chống hơn người nhà rồi sẽ đền nợ thế dẫu người muốn quỵt chẳng tha đâu sát nhân thì giết một thân gian dâm với kẻ khác thì giết cả ba đời kẻ bị gian dâm bởi lẽ hành vi gian dâm ấy không chỉ là phá hoại danh tiết của người ấy mà còn khiến cho bố mẹ chồng, chồng người ấy và con cái của họ mất hết mặt mũi, đau đớn thấu tâm can. Thậm chí có người vì xấu hổ mà đến nỗi chết, hoặc là chồng giết vợ, hoặc là bố thắt cổ con gái. Con không nhận mẹ khi gặp mặt thân thích khó giữ thái độ đối xử lịch sự. Những nhà đàng hoàng chẳng dám kết thông gia với nhà ấy vì niềm vui vụng trộm trong chốc lát bèn tạo tội ác ngập trời quả báo tuyệt tự vẫn chưa đủ xứng với cái tội ấy có vợ chồng rồi mới có cha con anh em gian dâm người khác không chỉ là rối loạn giềng mối vợ chồng mà còn rối loạn cả cha con anh em người ta ngũ luân đã bị mất ba thậm chí khiến cho tổ tông của kẻ ấy vì bị người khác khinh thường con cháu là hạng người không ra gì mà phải nếm trải nỗi đau khổ không người cúng tế, kẻ gian dâm sẽ bị quỷ thần tru lục, há có thể trốn tránh được ư. Sát nhân thì sẽ tiêu diệt hậu thiên, nhưng kẻ gian dâm người khác sẽ rối loạn tiên thiên của người ấy. Huống hồ sát nhân là vì hận thù người ấy mà làm, còn kẻ gian dâm người khác có hận thù gì với chồng, bố mẹ chồng, bố mẹ ruột của người ta, lại còn hận thù gì với cô gái đẹp ấy mà cứ muốn ô uế thân thể, trong vùi tiết hạnh của cô ta. Dâm niệm nhiều, ác thiện niệm ít, dâm niệm ít, ác thiện niệm tự nhiều. Do vậy, dâm niệm hoàn toàn tiêu mất, thì trong năm phước sẽ đạt được ba phước là thọ, khang ninh, mạnh khỏe yên vui và khảo chung mạng, chết yên lành. Kẻ thường dấy lên dâm niệm, ác sẽ bị khốn đốn vì bệnh tật, mất các tai ương hung tàn đỏ màng chắc trở dục niệm trong chốc lát dễ tiêu mất công danh và tánh mạng cả một đời rất trọng tội gì đem danh dự tiếc tháo cả trăm năm tiền trình suốt một đời âm đức tích lũy của tổ tông phước lộc của con cháu phí sạch vào nỗi mê hoặc ngắn ngủi đúng là chẳng biết kẻ như thế ấy có bụng dạ như thế nào cũng có kẻ vì kinh hại trốn thoát khỏi sự lùng bắt của gia đình người bị gian dâm mà thành bệnh, dẫu uống thuốc cũng khó lành, gây liên lụy khiến cho gia đình của chính mình suy bại, cắn rốn chẳng kịp, thậm chí gian tình bại lộ, đem tánh mạng đổi lấy một khắc hoang lạc, báo ứng oan nghiệt từng hoàng, dùng vợ và con gái để trả cái nợ phong lưu. Thê thảm càng khó nói nổi, hãy mau cảnh giác. Ngạn ngữ có câu, gian dâm gần giống như là giết chóc. Đúng lắm thay, nhưng nói gần giống như giết chóc thì vẫn là lời lẽ nhẹ nhàng tôi cho rằng hãy gian dâm thì chưa hề chẳng có chuyện giết chóc bởi lẽ chồng người ấy hay biết giận dữ vung đao giết chết gian phu giam phụ nếu như là hai hay nhiều gã đàn ông cùng gian dâm với một nữ nhân sẽ do ghen tuông mà đâm chém nhau trở thành giết chóc do gian dâm mà dẫn đến chết chóc sẽ bị phép vua giết chết nếu may mắn lọt lưới sẽ bị oán quỷ giết hại. Có mấy kẻ tránh khỏi, sẽ mắc bệnh hư nhược, lao xái trầm kha. Biển thước khó thể trị lành, tức là bị thần tư mạng giết. Con người rốt cuộc tự đặt tấm thân, tối linh, tối quý, có thể làm rất nhiều chuyện hữu ích lớn lao, vào chỗ ác bị giết chết, thì ngu lắm thay, đau đớn lắm thay. Sách Nhật Càng Sơ Điệp có nói, xưa có bậc hiền nhân, trong khi dâm niệm bộc phát bèn đúc tay vào lửa đau đớn chẳng chịu nổi dâm niệm liền dứt nếu chẳng dứt ắt lắng lòng tỉnh tòa coi như tấm thân đã chết lại nghĩ đến một phần của cổ nhân tự nhủ người ấy đã sống trên đời như ta mai sau ta sẽ giống như người ấy dâm lạc để làm gì cơ chứ ngăn ngừa ý niệm dâm hoàn toàn cậy vào hội lực đời đường địch lương công địch nhân kiệt đã từng nói người đối diện với sắc đẹp hãy mau nghĩ người phụ nữ ấy mai sau mắc bệnh chết đi thi thể rửa nát dòi trùng súng lại đục khoét hôi thối nồng nặc rất đáng kinh sợ tà niệm liền tan ngay trong bài bì năng ca bài ca về cái đẩy da của đạt ma tổ sư đời lương có đoạn niệu thỉ cừ nùng huyết tụ toán lai hữu thầm phong lưu thú nghĩa là mương phân tiểu, đóng máu mũ, tính ra có gì là thú phong lưu. Đời đường, lữ tổ nói, đừng khoe còn trẻ để thừa dịp phong lưu. Làm như thế chính là ép mình đi vào con đường luân hồi buôn bán xương khô. Không tin thì hãy đối trước gương sáng mà xem, dưới lớp da mặt là đầu lâu. Lại nói, gia nhân mười sáu như bơ, eo dắt kiếm sắt chặt đầu gã ngu. Dẫu không thấy kẻ rụng đầu, ngắm ngầm dục giả người thành xương khô. Trong giới dâm Pháp có đoạn viết, nó dâm dục là sự vật dẫn dụ ta giết mình, phá nhà, tổn thọ, giảm phước, thật sự làm hại tánh mạng của ta. Đáng nên coi nó như lưỡi đao bén, giết người, xem như hổ, sói xem như rắn độc, xem như quỷ sứ bắt hồn, xem như oán đói từ đời trước. Nếu có thể quán như vậy, sẽ dùng như nước chữa lửa, dâm niệm chẳng hề không dứt vậy Đời Minh, ông Cao Tông Hiến nói Thân này như bạch ngọc, hãy xảy chân liền vỡ nát Chuyện này, dâm dục như chất độc của chim trắm Vừa lọt vào miệng, bèn chết ngay người thời nay thường bị lầm lẫn bởi một chữ tình, chẳng biết chữ tình chính là tác dụng do trời ban cho ta để thực hiện trung hiếu, hòa thuận với anh em, nhân từ với dân chúng, yêu thương muôn vật, sử dụng chánh đáng thì sẽ là thánh hiền, sử dụng tà vầy sẽ là cầm thú, há chẳng sợ ư? sách đạo gia nói tội gian dâm với kẻ khác nặng gấp mấy lần tội sát nhân, lại nói phàm là người khổ hạnh tu hành các tội đều có thể tiêu trừ, chỉ có tội từng phá tấm thân trong trắng của kẻ khác. Dẫu mai sau đạo cao hạnh mãn vẫn chẳng thể tiêu trừ, ác phải hướng chịu ác báo thì mới có thể thành tiên được. Đức Phật dạy, người sống trong thế gian chẳng xâm phạm phụ nữ của kẻ khác, tâm chẳng nghĩ tà vậy. Do vậy sẽ được năm điều thiện, một là chẳng bị tổn thất tiền tài, hai là chẳng sợ bị quan quyền bức bách, ba là chẳng sợ hãi kẻ khác bốn là được sanh lên trời ngọc nữ trên cõi trời làm vợ năm là từ trên trời giáng hạ sanh vào nhân gian phần nhiều là phụ nữ đoan chánh này thấy có bao nhiêu người đoan chánh xinh đẹp đều là do trong đời quá khứ chẳng xâm phạm phụ nữ của người khác mà ra người sống trong thế gian mà dâm dật xâm phạm phụ nữ của người khác do vậy sẽ mất năm điều ác một là gia đình bất hòa nhiều lần mất mát tiền bạc, hai là sợ hãi quan quyền, thường bị đánh đập, ba là tự dối mình, bản thân thường sợ sệt kẻ khác, bốn là vào trong địa ngục Thái Sơn, cột sắt đang đỏ rực, thân luôn ôm lấy, do xâm phạm phụ nữ của người khác, mà mắc họa ương như thế mấy ngàn vạn năm, hình phạt mới xong, năm là từ địa ngục thoát ra, làm gà, le, chim, vịt, dâm vật chẳng nề hà mẹ con, mà cũng chẳng có chừng mực. Ngựa có lễ, nhạn trinh lương, chúng đều giữ chữ tính, có chừng mực, còn riêng gà, le le, dâm vật, chẳng biết chừng hàng, đều là vì đời trước dâm vật, xâm phạm phụ nữ của người khác. Hứng chịu thân gà, le le, thường bị kẻ khác ăn nuốt, khổ sở như thế, chẳng thể kể trọn. Đức Phật nói năm giới, có một giới là chẳng tài dâm, sẽ cảm quả báo đời này và đời sau cha mẹ quyến thuộc sống lâu, mạnh khỏe, hòa thuận, vui vẻ và con trên lương. Kinh báo ứng chép, một con quỷ hỏi, tôi thọ thân này, tánh hay sợ hãi, thường sợ bị kẻ khác bắt nhốt, trói buộc, còn bị hành hạ khổ sở, tàn độc, chưa hề có tâm vui sướng, do tội gì mà nó nổi. Ngài một Kiền Liên đáp rằng, khi ngươi làm người, thích hành tà dâm, xâm phạm phụ nữ của người khác, luôn lo nghĩ bị phát giác, tâm chẳng tự an, này hướng chịu hoa báo, quả báo là trong địa ngục, hoặc là nằm trên giường sắt, hoặc ôm cột đồng. Tội lỗi như thế, chẳng thể tính kể. Sách văn xương đế quân, thiên giới lục chép, gian dâm vợ con người ta, điếm nhục khuê môn, sẽ chịu khổ 500 kiếp trong địa ngục, mới được thoát sanh, làm la, làm ngựa 500 kiếp nữa mới là làm thân người. Làm người thì làm nghề sướng ca, đào kép, dàn dầm gái quá tăng ni, bại hoại tiết tháo của người ta. Sẽ chịu khổ 800 kiếp trong địa ngục mới được thoát sanh, lại làm dê, làm lợn, để cho người ta giết mổ 800 kiếp nữa mới lại được làm người. Khi làm người thì bị mù, bị câm, là kẻ tàn phế, ngũ quan, tứ chi chẳng được trọn vẹn, tàn phế. Dùng thân phận ti tiện để dâm loạn bậc tôn quý, dùng thân phận người lớn để dâm loạn trẻ nhỏ, bại hoại cương thường, sẽ chịu khổ một ngàn năm trăm kiếp trong địa ngục mới được thoát sanh, làm rắn, làm chuột, một ngàn năm trăm kiếp nữa mới được làm thân người, nhưng hoặc là chết khi còn trong thai mẹ, hay là chết trong khi còn ẩm ngửa, rốt cuộc chẳng thể trưởng thành, tội báo do phạm dâm đáng buồn thay. Sách khuê chăm chép Đàn bà mà phạm phải nỗi oan nghiệp dâm dật Suốt đời chẳng thấy gột rửa Dẫu người ấy có con hiếu, cháu hiền Chẳng thấy gột sạch danh tiếng nhơ nhuốc được Vì thế bậc thục nữ khuê cát Giữ thân như ngọc Chẳng để có nửa điểm tì vết nào Nếu gặp kẻ khinh cuồng, cẩu thả Hãy lập tức gieo thôi Quyết liệt cự tuyệt Tự nhiên hắn sẽ chẳng dám tái phạm Đấy là chánh khí trong chốn buồn thơm sẽ được quỷ thần che chở nếu đàn bà dâm loạn há chẳng có ác báo ư luật lệ cõi âm trị tội bằng cách bắt họ đầu thai làm chó làm lợn chứ chẳng phải là chỉ bị cõi đời thó mạ mà, mà thôi hãy nên răng dè phàm con người dễ xảy chăng nhất chỉ là khi đối diện với sắc đẹp lộng lẫy, bỗng dưng trong khoảnh khắc sẽ khó thể chế ngự. Khi ấy sẽ có ba loại ma. Một, mắt nhìn vào mặt người xinh đẹp ấy, tư thái yêu kiều của người ấy, đã xoáy vào tâm, xương nóng, tâm thần lơ mơ, như bị bao phủ trong khói mịt mù, lửa cháy hừng ngực, đó gọi là hỏa ma. Hai, dục căng chớm nảy, mạch nhâm đốc ngầm mở như đê sắp vỡ như sông chảy xiết sắp xoáy thụng đê đó gọi là thủy ma số ba thủy hỏa cùng nung nấu thân thể và thần hồn xung động lẫn nhau như bánh xe xoay không ngừng như chiếc vòng không có chỗ khởi đầu đó gọi là phong ma ba thứ ma ấy là ba cửa ải để chém ba thứ ma vượt ba cửa ải không có chi khác có một thanh gươm trí huệ Thanh huệ kiếm ấy chính là nhẫn mà thôi, là kiên nhẫn mà thôi, là rất nhẫn nại mà thôi. Khi đói đừng ăn món ăn của cọp, khi khát đừng uống rượu ngâm lông chim trắm, đó là nói đến nhẫn vậy. Khi hai người đấu với nhau, đều muốn đọt đau của đối phương, dẫu đổ máu vẫn không chịu buông tay. Quân chiến bài, đọt đường tẩu thoát, dẫu trúng tên chẳng quay lại, đó là nói đến sự kiên nhẫn vậy bị rắn độc mổ vào tay, tráng sĩ chặt cổ tay, thân trúng phải tên độc, anh hùng khoét xương. Đó là nói về chuyện rất nhẫn. giữ được như thế, thì ngay trong lúc quan yếu ấy giữ được định, nhẫn được, ắt sẽ cảm trời đất, động quỷ thần, công hạnh viên mãn. Nếu có một niệm vắng vương sẽ đến nỗi chẳng thể giữ vững định. Những kẻ liễu ngõ, hoa tường, phấn trắng mày đen, chớp mắt đã chẳng còn gì nhưng kẻ đắm đuối chúng sẽ do vậy mà bị giảm thò, do vậy mà bị giảm lọc, thậm chí có thể vì vậy mà tán thân, lại còn mạng đáng lẽ phú quý mà trở thành nghèo hèn, số vần đáng lẽ bình an mà thành họa hại biến chuyển, số phận lẽ ra có con mà thành tuyệt tử, mong mỏi con quý cháu hiền lại toàn nảy nồi hạ lưu, lại còn mắc quả báo trong địa ngục, quả báo trong đời sau, quả báo trong đường súc sanh bị báo ứng vợ con dâm dật báo ứng con cháu khốn cùng quả báo là ca kỹ đào kép hạ tiện một niệm thoáng đâm hoàng đường rẻ sẽ thành độc hại vô biên than ôi dám chẳng nhận ư để ngăn dứt tà dâm trước hết phải do cha anh thầy bạn thường ngày đổ công giáo huấn chỉ bày khiến cho ý niệm kiên quyết chẳng tà dâm được tiêm nhiễm dần dần khiến cho con em học trò tin tưởng sâu xa trong phòng tối mà có tâm xa trái, mắt thần minh sáng người như chớp, trong tâm luôn ấp ủ lễ pháp, nhân quả, hòa phước, báo ứng, chẳng nghi ngờ mảy may, tự nhiên là khi tiếp xúc những cảnh ngộ quyến rũ, sẽ dũng mãnh phản tỉnh, ngay lập tức hồi quang, chẳng cẩu thả ngay trong lúc ấy. Trong trường trăng gió, lắm kẻ sảy chân, nửa đời luân lạc đọ đầy, nhìn lại bóng mình mà thẹn thùng, kinh hoảng, Ai mà chẳng mong giữ lẽ chánh, chẳng tiêm nhiễm thói trăng hoa tà vậy. Thế mà mấy ai có thể làm được. Suốt ngày răng đừng ôm giữ lòng dâm, nhưng kẻ ấy dâm tâm lừng lẫy. Gặp người khác bèn nói hay ít ham muốn, nhưng chính mình chủng tử dục vọng càng nảy nở. Phóng túng tình dục, chẳng biết quay đầu, sẽ rước lấy tội lỗi không ai hơn. Nếu thật sự có thể là thoạt đầu mê mùi, rốt cuộc giác ngộ, họa ương sẽ mất đi phước sẽ theo đến đời tống tiên sinh tà thượng thái đã nói đạo trời giáng hòa cho những kẻ dâm đảng nhưng chẳng phạt người biết hối hận tội lỗi lời ấy đúng lắm thay ác báo do dâm đã nặng Vậy thì báo ứng do công phu ngăn người dâm và báo ứng của tội hướng dẫn dâm đương nhiên là chẳng nhẹ. Nguyện cho khắp mọi người đều thốt lời thanh tịnh như sen xanh, cắt ngọn bút soạn ra những án văn diễm lệ nhằm bộc lộ rõ ràng sự cảm ứng. Hồng cứu bạc những kẻ đang mê muội nơi dâm, xoay vần lưu thông, khuyến hóa lẫn nhau, hoặc tuyên dương rộng rãi những lời chính đáng, hoặc rác miệng khuyên nhủ nơi phòng kính chẳng sợ bị chê là cổ hủ, cứ mềm mỏng khuyên dạy, ắt sẽ có thể khiến cho người ta nghe lọt tai, tỉnh ngộ sâu xa, đạt được lợi ích vô cùng. Dùng đó để đẩy lùi cơn sóng cuồng loạn, làm hại tâm tánh của bọn mày ngài, là thuốc hay để quay đầu, nơi trận địa dân màn gấm. Như vậy thì há chẳng phải là bậc quân tử, lấy sự yêu thương người khác làm phẩm đức, tự cầu nhiều phước ư khẩu nghiệp của người hiện thời không gì quá đáng hơn là thích bàn luận chuyện riêng tư trong buồn the của người khác, thuật chuyện dâm dật, bị ổi, lắm cách phỏng đoán thăm dò, một kẻ sướng trăm người hòa, thường là vì kẻ nói hứng thú dạt dào, mà đến nỗi kẻ nghe hí hởn, gian ác ngấm ngầm, gian díu, thật sự liên quan đến danh tiết cả đời. Một lời ngẫu nhiên lỡ miệng, ương lụy vô cùng, trên là khiến cho trời giận, không gì hơn chuyện này, sao bằng thường nổi đến quả báo của trinh và dâm, năng đỡ danh giáo cương thường sẽ càng hưởng phước trời nhiều hơn. Thiên giới lục có nói, tạo tác dâm thư, bại hoại tâm thuật của người khác, chết rồi sẽ vào địa ngục vô gián mãi cho đến khi sách ấy diệt mất. Khi tội báo của những kẻ vì sách ấy mà làm ác đã đều hết sạch, thì kẻ soạn dâm thư mới được thoát sanh. Đời Minh, ông viên Liễu Phàm nói, kẻ thu nhật tà thư dâm uế, những thứ hình ảnh xấu xa và những lời bán bộ đem đốt sẽ được quả báo là con cháu trung hiếu, tiết nghĩa. Kẻ thích đọc tiểu thuyết dâm uế và kể nói những câu chuyện trong dâm thư cho người khác nghe và cắt giữ sách dâm, tranh dâm trong nhà sẽ mất quả báo là con cháu làm ca kỹ, đào kép. Thiền sách dục hải hồi cuồng trong an sĩ toàn thư đã chép các lời răng kiên dâm Phân loại rõ ràng, lớp lan Tùy theo từng việc mà khuyên răng Ở đây do khuôn khổ nhỏ hẹp Của cảm ứng thiên Chẳng thể ghi lại toàn bộ Chỉ trích dẫn một vài điều Tiêu biểu ghép vào đây Gái Trinh thọ ở trong khuê phòng Đợi dịp cưới gã Đây chính là lúc khởi đầu danh tiếc Suốt một đời của cô ta Nếu có kẻ tán tận lương tâm Phá hoại danh tiếc của cô ấy cha mẹ họ hàng sẽ xấu hổ ngượng ngùng dẫu có người cưới về sẽ thường là bị bại lộ rốt cuộc bị nhà chồng đuổi về cô ta sẽ thường đến nỗi phận uất nhục nhã hổ thẹn mà hủy hoại tánh mạng ví như trong chuyện hôn nhân có thể giấu giếm được cô ta sẽ thường ngấm ngầm ôm lòng hổ thẹn sợ hãi danh tiếc lớn lao đã quyết ngàn đời khó gột rửa phàm là những ai có lòng hãy nên thống thiết kiên dè trước hết bà góa có chí thủ tiết thần lẫn quỷ đều khâm phục kính ngưỡng triều đình biểu dương tưởng thưởng nếu tiết tháo kiên trinh ấy bị bại hoại kẻ sống chẳng còn mặt mũi nào trên cõi đời người chồng đã chết của bà ta sẽ càng đớn đau ôm hận nơi chính suối xin hãy thử nhìn lại thử nghĩ chính mình lâm vào tình cảnh ấy há chẳng nguội lạnh tấm lòng ư đúng là hãy nên khéo léo gìn giữ khiến cho bà ta được thành danh giữ trọn tiết hạnh, gieo đức càng dày, há có phải chỉ là không dâm thì mới có đức dày mà thôi ư? Tỳ nữ há chẳng phải là gái trinh ư? Ta mong con gái ta trinh tiết, há có thể làm nhơ nhốt sự trinh tiết của con gái người khác ư? Vợ đầy tớ thì cũng là vợ của người khác. Muốn vợ mình tiết hạnh, há có nên chôn vùi tiết hạnh của vợ kẻ khác ư? Tuy sang hèn khác biệt, danh tiết như nhau, hãy có nên chôn vùi lương tâm gây nên sự báo ứng nghiêm trọng trong cõi âm huống hồ do chồng lẹo tẹo với tớ gái hoặc vợ kẻ hầu vợ ta vì ghen tuông sẽ đánh đập gây thương tổn cho họ hoặc kẻ tôi tớ hung hãn sẽ quay ngược lại biêu ríu phản chủ cha con do chẳng hay biết mà cùng tầng tiệu với một đứa tớ gái anh em do mây muội mà cùng chung chạ với một người hoặc là cốt nhục bào thai mà lung lạc trong hàng hạ hà tiện. Kẻ đời sau, con cháu của chủ nhân vô tri, do chẳng biết đó là anh chị em ruột thịt của mình, lầm lẫn làm nhục, lấn hiếp, trên danh nghĩa là chủ tớ sai khác, nhưng ngấm ngầm có tình huynh mùi, tổn thương phong hóa, bại hoại mỹ tục, chẳng nỡ nói đến, người ta sao lại vì thấy tôi tớ dễ gian dâm, bèn thản nhiên làm sằng, chẳng răng dè vậy vú nuôi được xếp vào bát mẫu. Nico tu hành tĩnh lặng nơi đất Phật, xâm phạm họ sẽ là tạo ra oan nghiệt nặng nề nhất trong các tội nghiệp. Hiện thời những kẻ bị quan lại trừng phạt và gặp phải những tai họa riêng tư khác, cố nhiên vẫn là nhẹ hơn ác báo do tội lỗi này. Cũng thường có chuyện kẻ nữ chưa kết hôn, làm chuyện dâm bôn, muốn quyến rũ kẻ khác hành dâm, không được sủng ái, Hãy đừng nghĩ cô ả tự dân mình tới tay ta, nếu ta từ khước sẽ quá tuyệt tình. Trong lúc ấy mà vượt được sự thử thách ấy, sẽ là đức dày, phẩm lạ, sẽ được trời cao xét xôi, chẳng mong kẻ khác biết đến. Đấy là cửa ải giữa thiện và ác, là ranh giới giữa họa và phước, hãy càng nên nỗ lực. Cặp kè vui chơi với gái ăn xương, tợ hồ chẳng có tội lỗi, nhưng đã rơi vào cái bẫy ấy, sẽ thường bị tán gia bại sản. Huống hồ vì ta gian díu với gái làng chơi, cha mẹ ghét bỏ, thân hữu lật lạc, vợ con oán hận. Như thế thì kẻ ăn chơi ấy đã hoàn toàn đặt mình ra ngoài luân thường, trong vùi sự tiết tháo vốn được giữ gìn như ngọc. Thậm chí có kẻ do ăn chơi mà thân nhiễm các bệnh phong tình, rụng lông mày, huyết mũi, có kẻ khắp thân chẳng có miếng da nào lành lặn có một người bạn bộ phận sinh dục thối rửa, tự nói là việc cuồng hứng nhất thời trở thành giống như kẻ bị thiến suốt đời tuyệt tự tổn thương thân thể khóc lóc hối hận chẳng kịp lại có một kẻ ở an huy do bệnh hoa liễu truyền nhiễm còn sanh ra lộ thịt đỏ hỏn không có da chẳng nuôi được đều chết than ơi, người ta cứ bảo chơi bời chẳng tổn hại âm chất ai ngờ chẳng khác gì bị cội âm khiển trách hãy hết sức răng giữ. Chuyện nam nhân hành dâm với nhau có sáu điều chẳng nên là một Dâm ô khinh mạng, thể diện bị thương tổn, đã đánh mất lòng cung kính, chẳng có lòng hổ thẹn, đó là một điều chẳng nên vậy. 2. Ruồng rẫy kẻ đã kết tóc xe tơ với mình, sụng ái bọn trai trẻ, khí phận tà ác dẫn đến những điều quái dị, yêu ghét sai lệch, đó là hai điều chẳng nên. 3 các ngươi khinh bạc phóng đạn có hạnh kiểm gì cũng có lúc làm chuyện trộm ngọc cấp hương nhiễm bẩn khuê nữ đấy là ba điều chẳng nên bốn ngẩng đầu trên cao ba thước chắc chắn có thần minh phẫn nộ vì sự nhơ uế ấy các ngài sẽ giáng xuống hình phạt chẳng nhẹ đấy là bốn điều chẳng nên năm luật lệ chép về hành vi kê gian phép vua rành rành gian dâm lại gần giống như giết chóc có mối quan hệ to lớn với thân thể. Đấy là năm điều chẳng nên. Sáu, Chẳng vì cầu có người nói giỏi mà tiết tin bừa bãi. Hành vi ấy ngu xuẩn thay sẽ khiến cho sinh mạng bị hủy hoại mau chóng. Đấy là sáu điều chẳng nên. Khuyên khắp người đời, kẻ chưa phạm hãy chú trọng dè dặt, cẩn thận, văn giữ hồng, tránh giữ hướng lành. Suốt đời giữ trọn điều răng về sắc dục. Nếu là kẻ đã phạm, hãy gấp sửa lỗi, làm chuyển lành rộng rãi, khắc in sách răng dâm để khuyên rộng khắp, hồng chuột lầm lỗi cũ, ngõ hầu chuyển hòa thành phước. Xưa kia, Diêu Đình Nhược ở Đồng Thành đã in những tờ đơn thề giữ giới như sau, trăm hạnh hiếu đứng đầu, vạn ác dâm đứng đầu, con người khác với cầm thú là do biết suy nghĩ, nhạn là loài phi điểu còn chẳng loạn bày, con người nắm giữ tứ đức sao lại chẳng bằng chim, do vậy dùng tờ đơn phát nguyện này để nương tựa hướng về thề kiên tài dâm nếu manh nha ý niệm ấy họa sẽ giáng xuống thân nếu phạm giới này sẽ ương hại đến con cháu chỉ mong từ bi thương xót chứng minh hộ trì ngầm gia hộ xin hãy đời đời bảo vệ phạm những ai nhận tờ đơn này hãy tụ tập mấy người cùng chỉ hướng viết mười tám câu này lên tờ giấy khác lại ghi quê quán mỗi người tự ghi tên, ký tên, phát thệ, đem đốt trước văn xương đế quân hoặc trước quan thánh hoặc trước hết thảy chư phật vĩnh viễn giữ giới chẳng quên. Mỗi năm đều nghiệm chứng một lần. mấy người cùng chí hướng sau khi đã thề kiên tà dâm liền quyên góp để in đơn này thành một vạn tờ thí tặng ngõ hầu cách thức tốt đẹp được lưu truyền chẳng dứt. mặt sau tờ đơn có ghi thêm vài câu cách ngôn và vài chuyện quả báo thu thập các lời dạy như trên, khuyên lơn hoặc răng đe đều đầy đủ, pháp tắc, lời răng đều nêu bày, có những lời lẽ mềm mỏng, lẫn những lời lẽ quyết liệt, từ ngữ rõ ràng, ý thiết tha, ai có thể thời thời đọc, khắc khắc nghĩ, ắt sẽ được lợi ích. Nhưng những điều vừa dẫn trên đây, đều là tiện tay chọn lấy, vẫn thèn chữ nghĩa, thứ lớp chẳng thọ đáng. Người đọc chỉ cần hiểu ý chỉ là được rồi tôi lại đem những câu chuyện về quả báo do trinh lương hay dâm đảng chép tường tận sau đây hồng giúp cho người đọc dũng mạnh tỉnh ngộ chàng học trò nọ ở quý khê thi nhiều lần chẳng đổ xin trương chân nhân dân sớ xuất hồn lên xem bản trời thần phê rằng người này số phận đáng lẽ đổ đạt nhưng do lén lút với người thím mà bị mất sạch chân nhân hoàng hồn nói với chàng ta lời ấy Chàng học trò bảo là không có, bèn tự soạn sớ để biện luận. Thần lại phê, tuy chẳng có chuyện ấy, nhưng thật sự có cái tâm ấy. Chàng học trò hổ thẹn chẳng kịp. Ấy là vì thời trẻ thấy người thiếm xinh đẹp, ngẫu nhiên động một niệm tà vậy vậy. Trong niên hiệu Chánh Đức Nhà Minh, Triệu Vĩnh Trinh thọ bé, gặp bậc dĩ nhân bảo, năm người 23 tuổi, ắt đầu giải nguyên. Đến khi thi hương, văn hay tộc bậc quan chủ khảo đã định chấm cho Vĩnh Trinh đậu giải nguyên từ mấy hôm trước. Chẳng ngờ trong kỳ thi hậu trường, văn bài của Vĩnh Trinh bỗng phạm sai sót cho nên chẳng thi đổ. Tâm Vĩnh Trinh hết sức uất ức. Do vậy, cầu nguyện mộng thấy văn xương đế quân để thưa hỏi. Trong giấc mộng, đế quân nói, khoa thi này ngươi vốn đầu giải nguyên. Nhưng do gần đây, ngươi chọc ghẹo tỳ nữ, dụ dỗ con gái nhà hàng xóm tuy đều chưa thành chuyện gian dâm, nhưng đã giấy lòng điên đảo, ý dâm vắng viếu, ruộng tâm ngày một tối tâm, tiếng tâm lẫn địa vị đều tiêu, vì thế bị phạt trừ sạch, vĩnh trinh khóc lóc sửa lỗi, làm lành, cho khắc in những lời răng dâm để cảnh tỉnh cõi đời. Khoa thi sao, anh ta bèn đổ giải nguyên, làm quan tới chức phiên hiến. Lý Đăng, năm 18, sau khi đổ đầu kỳ thi hương tiếng, cho đến lúc 50 tuổi vẫn chẳng đổ đạt bèn đến chỗ thầy Pháp dịp tỉnh, cậy thầy dò hỏi thiên đình, thầy Pháp tâu trình với văn xương đế quân đế quân sai nha lại đem sổ cho dịp tỉnh xem, thấy ghi Lý Đăng lúc sanh ra đã được ban Ấn Ngọc 18 tuổi đầu giải nguyên 19 đổ trạng nguyên 52 tuổi đạt tới địa vị hữu tướng, phó thừa tướng nhưng do sau khi thi đổ đã nhìn trộm con gái hàng xóm tắm Do vậy, công danh bị trễ mất 10 năm, kết quả thi cử giáng xuống thành nhị giáp tiến sĩ. Do xâm phạm nền nhà của anh là Lý Phong, nên công danh lại trễ 10 năm, giáng xuống thành tam giáp tiến sĩ. Do gian dâm một phụ nữ nhà đàng hoàng là Trịnh Thị, công danh lại bị trễ 10 năm, nay lại lén lúc thằng tiệu với cô gái chưa chồng hàng xóm, làm ác chẳng hối cãi, đã bị gạch tên khỏi sổ công danh, suốt đời chẳng đổ đạt. Thầy Pháp kể lại với Lý Đăng, Lý Đăng xấu hổ, ân hận, chết mất. Ôi, tổ phụ tích đức bao nhiêu năm, con cháu mới được thành trạng nguyên, tại tướng. Vậy mà để bị tước trừ như thế, cô phụ ăn trời, cô phụ cha ông, hắn coi hoang lạc quan trọng như thế đó. Coi đổ đạt chẳng bằng một phần vàng, rốt cuộc vì chuyện phóng túng dâm đảng cõng con, mà chôn vùi phước lớn to tác, buồn thay, Ông vu thiết tiều nói Trạng nguyên tệ tướng chẳng khó gì một nét bút xóa sạch Huống hồ những kẻ có âm đức của cha ông thấp hơn Lý Đăng Thì sẽ như thế nào? Tôi trộm cho rằng sẽ càng nguy ngập khôn cùng vậy Lưu Quán là người xứ Long Thư Có con trai là Nhiêu Cử Tên tự là Đường Khanh lên thuyền đi thi Chủ thuyền có đứa con gái Nhiêu Cử bèn to vè Nhưng chủ thuyền đề phòng Canh chừng rất nghiêm ngặt Chẳng thể thân cận được Đến hôm thi Chủ thuyền ngỡ trường thi Cửa đóng then cài chặt chẽ Chẳng phải lo lắng chuyện gì khác Bèn vào chợ mua bán Thế nhưng đề thi lại trúng nhầm Sở trường của Cử Cho nên hắn ra khỏi trường thi rất sớm Chủ thuyền chưa về Rốt cuộc hắn lén tăng tiệu với cô gái ấy Vợ chồng lưu quán một tối Mộng thấy hai người mặc áo vàng Dẫn đến chỗ có bảng niêm yết Kết quả thi nói Cậu nhà đổ đầu lưu quán muốn coi tấm bạn ấy một người bên cạnh bỗng xé đi nói lưu nghiêu cử gần đây đã làm chuyện dối lòng đã bị trời phạt khi các khảo quan ghi danh sách thi đổ quả nhiên do bài văn của nghiêu cử có tì vết đôi chút bèn đánh trượt rốt cuộc hắn chẳng đỗ đạt phiền muộn mà chết hết phần à? màu Quý phật tử muốn thỉnh kinh sách như an sĩ toàn thư thái thượng cảm ứng thiên vận biên liễu phàm tứ huấn thọ khang bảo giám mấy nghe pháp màu đỏ hoặc mấy niệm phật đeo cổ xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 74 74 74 chỉ nghe mấy buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ trưa hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên địa chỉ số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vô lượng thoại.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát của quán Thế Âm, cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách Tượng Phật Phóng Sanh Cúng Dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1. Tài khoản cũ. Tên tài khoản Trần Văn Hơn Số tài khoản 0561 000 747474 Ngân hàng Việt Công Banh Chi nhánh Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng Số 2 Tài khoản mới Tên tài khoản Trần Văn Hơn Số tài khoản 1111 747474 Ngân hàng Việt Công Banh Chi nhánh Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng Số 3. Tài khoản Sacombank Tên tài khoản Trần Văn Hơn Số tài khoản 0500 1769 0393 Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada Phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh Tùy hỷ gửi vào tài khoản sau Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Vietcombank, Lâm Đồng, France Bank Express 33 Nguyễn Văn Cử Street Wawang, Wan, Dallas City Lâm Đồng, province Script Code BFTVVNVX056 Account No 0561-370-747474 Name of Account Trần Văn Hơn địa chỉ việt nam thôn phú thạnh xã hiệp thạnh huyện đức trọng tỉnh lâm đồng